Rồi Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại đường Nguyễn Đáng của phường 7 thành phố Trà Vinh. Đây Toàn quay ba cái Toàn cùng với chú Đường cưa đôn đọt hai cái cây nó bị chết đọt nè cả nhà. Một cây sao và một cây dầu nha quý vị. Nè. Nó bị chết cái phần đọt ở trên này. Toàn không biết lý do tại sao mà nó chết cái phần đọt ở trên đó. Thì ở bên dưới này là có mấy cây cột. Cái cột này là mấy kêu bằng cây cột gì mà có cái hoa văn ở trên này cả nhà. Bên kia bên cây dầu thì có hai cái cây thốt nốt. Với lại đây một cái cổng chào của ngôi chùa nè. Tổng biết phải gọi là cổng chào không nữa. Nếu mà Toàn có nói gì sai sót thì Toàn mong quý vị thông cảm và bỏ qua cho Toàn. Còn bên đây thì có cái tháp. Tháp đựng cho cốt của mấy sư. Ở bên dưới này thì có một cái hàng rào nữa nè cả nhà. Cây này cũng hai cây này theo Toàn thấy cũng rất là khó đó. Rồi Toàn mời quý vị cùng theo dõi xem là ba cái Toàn cùng với chú Đường sẽ cưa đôn hai cái phần đọt khô ở trên xuống như thế nào nha. Vì phần ở dưới nó còn sống nên là chỉ cắt mấy cái đọt chết thôi. Sợ đây là ngay cái đường ra vào của chùa nè, sợ những Phật tử đi vô thì nó gãy nhánh xuống bất tử thì rất là nguy hiểm. Hiện tại thì ba của Toàn đang chuẩn bị đem bóng leo và mang đai vô hộ vào. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, Toàn mong quý vị thông cảm cho Toàn nha. Hai cây thốt nốt này, có một cây thốt nốt chưa trưởng thành và một con cây thốt nốt trưởng thành rồi nha cả nhà. Cây trưởng thành thì nó thành cái đực rồi, nó không có trái, nó có bông không à. Bông thì có thể là có người chuyên nghiệp người ta lên người ta lấy nước thốt nốt, còn như mình không biết là mình không có lấy được. Không biết là ba của Toàn leo cây nào trước, chắc leo cây sau trước. Kiến vàng không kìa. Kìa mù đó kiến vàng không kìa. Ở dưới đây thì nó vẫn còn những cái tược xanh xanh nhưng mà nó vẫn có những cái phần nhánh chết, người ta có đồng sẽ cắt bỏ đi. Cắt bỏ những cái nhánh chết bỏ. Còn cái tược nào mà xanh ấy thì chừa lại cho nó thở và nó sống nha cả nhà. Mấy cái tiếng thung 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 đó là mấy con chim nó kêu đó nha quý vị, chứ không phải là trong chùa có mỏ. Tại kêu con đó là con chim thầy chùa đó, nó kêu vang 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 luôn. Cái
mà nó dướng lên mấy cái lá cây thúc nốt. Ngay chỗ bằng cái tầng đứng đó là dài lên trên là nó đã bị chết rồi nha cả nhà. Ok, giờ nó lắc ghê quá. Một ba con đồng cắt nguyên khúc dài luôn. Nó quẹt cái. Quẹt nhẹ cái cột cái. Nhưng mà không sao. Quá hên. Dạ không. Con cái trộn trộn cột này nó cũng chắc quá. Chú mấy cây nhỏ nhỏ nè, mấy cây này dễ sống, không có sao. Mà cái toàn cây cắt cho nó qua khỏi cái chỗ mà chết khô luôn, cắt tới chỗ tươi cho nó lại về liền da lại nha cái nè. Nếu mà trừ cái chỗ chết khô đó thì nó sẽ thúi nó xuống nữa. Vậy là đã xong cái phần đọt ở trên nữa cả nhà. Giờ leo móng thuần thục rồi nữa là không có, khi mà leo xuống thì không có nịch cái đai gì nữa cả nhà, nhịn bằng tay không luôn. Cái đường ở bên dưới đang cắt nhỏ cái nhánh này ba con đồng cắt xuống. Quá khô luôn.
leo cái cây dầu thứ leo tiếp lên cây dầu. Cây này ở trên nó khô quá nên bắt đầu không có dám leo lên nữa nên mới cắt khúc dài. Xám xám ở ngoài là cái giác nha cả nhà, nó bị khô hư. Ở trong cái trắng này là cái lỗi nè, cái trắng này là cái lỗi của nó nè. Ở ngoài nó thì nó mục trước, còn cái lỗi thì nó cứng nên chưa mục được. Đây, và bây giờ ba của Toàn sẽ leo lên cái cây dầu kế bên cây sau luôn. Dầu quá to luôn, có cái ống nước không, tròn quá không. Dạ này không lái mà cây thuốc nam này, cây tên gì vậy ba? Cây hoàng ngọc. Dạ. Cây hoàng ngọc. Cây hoàng ngọc. Ăn chị bao tử. Cây hoàng ngọc này là có tên gọi nó là cây nhật nguyệt. Nhật nguyệt. Cái này mình lấy mình cắt đọt, nam thất nữ cũ cái ngâm vô nước sôi đó, ngâm mà thau thau nóc á. Mình đổ vô cái mình để một chút đường phèn, một lát gừng mình để nguội nữa uống nó chị được bình tim luôn. Nam 7 lá, nữ 9 lá. Đọt. Đọt á, 7 đọt. 7 đọt. Mà mỗi một đọt vậy á là phải có 4 từng lá. 4 từng lá. 4 từng lá là sao? Là 4 cái lá đó. 4 cặp lá. Như vậy nè, giống như 4 cặp lá à. Dạ. Mà nam thất nữ cũ. Cũ là 9 á, thất là 7. Rồi. Ăn trước khi lên chị bình tim. Ăn ăn sống gì cũng ngon lắm cả nhà. Như còn có ăn. Hồi đó có chồng không ba? Hồi đó ông nội chỉ em ăn. Hồi đó tại vì ông thầy trong chùa ông chỉ có nhiều bài thuốc nam lắm. Bây giờ mình cái được cái mình nhớ dai lúc đó lại chưa có chích thuốc mà Covid đó. Nhớ chọn giờ sau này nó hay quên lắm, quên là mình thiếu nợ ai cũng quên tiêu à. Này chấm nước thịt tới cá ăn cũng được. Cái gì? Mấy cái trụ cột không có, không cái, có cái biển. Biển là của chùa là. Đấy vậy chú đừng ơi. Đi qua mấy cái lá thốt nốt cũng khó dữ. Có còn cái nhánh ở trên đó ba, nhánh ngay sau kìa. Vậy nó gớt mà. Dạ chú ơi. Cái gì ba? Lá thốt nốt nó cứng lắm. Đi đầu á. Từ hồi trưa giờ, từ hồi 1 giờ tới bây giờ toàn thấy mặt trời nằm đâu chứ. Mây che mất tiêu mặt trời luôn. Giờ cũng 4 giờ 10 phút rồi nha quý vị. Chỗ
leo tới đâu già gớt tới đó. Cái tiếng là bọp đó là những cái da nó rớt từ mấy cái lá của cây cọ, cây thốt nốt đó kìa. Cái lụp bụp hôm nay ba có đồng đem có một sợi đai mà nên là ba có đồng lấy thêm một cái sợi dây luộc ngắn nữa để làm thêm một cái sợi dây đai hờ để chèn vào những cái nhánh cho nó an toàn, do cái thằng cây dầu này quá to, ôm tay thì không giáp, khi mở cái đai ra thì nó nguy hiểm lắm, nên ba có đồng phải cột hờ một sợi dây. Mấy anh chị em kiều nhức đầu luôn đó quý vị. Chim kia nó mấy anh chị mới kêu tối ngày sáng đêm ạ. Do không cái cọng dây luộc á thì nó không có cái móc khóa nên là ba cái thằng cột dây nó hơi lâu một tí. Có cái móc thì móc vô làm cái cạch là nó sẽ vô khớp nha cả nhà. Còn dây là phải bắt buộc phải cột mới cứng được. Ngày giáo ba cái thằng đứng chắc cũng cái hoành chắc cũng khoảng 130-150 vậy. Quá to nè. Đọt nó chết dài từ xuống luôn. Cái này sau một thời gian nó không đốn cái phần đọt chắc là tôi nghĩ thì nó chết dài xuống tới cái gốc luôn.
Đây Tùng qua bên mấy anh đây thì Tùng quay cho ba coi. Tùng quay cho cả nhà xem cái phần mấy phần nhánh này nó khô nè. Ve về cái cổng nè. Có những qua văn đó rất là yếu. Tùng không biết trong cái qua văn đó có sắt không nữa. Thì có lẽ là ba con sẽ cột treo dây, treo nhánh xuống. Ba con đang cột cái phần nhánh bự luôn. Cái đọc bự, Tùng không biết có treo ngay chỗ đó không hay là sao. Ba con Tùng mới nhờ chú Đường cột một sợi dây lớn hơn. Chắc có lẽ là để treo nhánh bự á. Theo tôi nghĩ thì ba con chắc sẽ treo dây nguyên cái phần đọt ở trên xuống quá. Ba con hình như là sẽ cắt bớt một nhánh nha cả nhà. Tùng đang đứng rất là xa ở ba của Tùng. Từ chỗ Tùng đứng lại tới phần góc chắc cũng 20-30 mét. Vậy là ba có toàn lợi dụng cái nạn ở bên dưới để treo nguyên cái phần đọt ở trên luôn đó. Ba có toàn đang quấn dây vô, kích dây vô, và chú Đường sẽ giữ cái sợi dây lớn ở bên dưới. Cũng có thể là ba có toàn sẽ giữ ở trên luôn để cho chú Đường ở dưới kéo cùng dây điều khiển cái phần nhánh ở trên. Tại hôm nay đi có 2 người nên là ít lực lượng, ba con toàn treo kích dây tránh luôn. Khô, cái nhánh khô nó rớt xuống quá trời luôn. Bây giờ chú Đường sẽ kéo cho nó cái góc cho nó kéo cho nó ra khổ ngoài đây. Dục qua khỏi dùng cọng dây đó luôn được không chú? Cái nhánh này xuống thì nó gài mấy nhánh dưới quá trời. Nó gài lên ba ơi.
gài mới nhím dưới hết trơn rồi. Đồng ơi, đồng, đồng ơi, để tôi chạm vô cái trước cánh tôi chạm cái này anh khỏi đi, đầu cho tôi luôn đi, thả này luôn hả? Quấn cái nồi dây nó vụt qua khỏi dây điện kéo này nó lực hơn nè chứ được. Hiện tại thì bà con đang mở cái cọng dây cột kéo ra. Và cột cao lên trên nè. Bắt đầu thằng lấy chân đạp ra. Bây giờ ba có thằng mở mấy vòng trên lên luôn để cho chú đường giữ cái thằng cọng dây lớn treo cái lóng lại, và chắc có lẽ là ba có thằng sẽ leo xuống để cắt gỡ gối cái nhánh này ra, dưới mấy nhánh dưới quá thì nhiều luôn. Bây giờ nó quơ tới cái cổng rồi bây. Ba cắt bớt cái đó cho nó gớt xuống đại vô cái thốt rốt đi. Ba con thằng đang lụm mấy cái nhánh khô trên gớt xuống. Rớt xuống an toàn. Đã chưa?
bắt kéo quay cho nó rớt ra khỏi. Rồi an toàn rồi. Đừng lại gốc, đừng lại gốc. Chưa, còn nhánh nữa. Vậy là chưa cái tượng trên lại. Buông 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 cái cọng dây đó, con kéo bóc út. Buông buông con nghe. Hết hết dây rồi, hết dây. Thôi thôi thôi, buông đi, buông đi. Đúng rồi. Con toàn giờ đây bắt đầu đi xuống lần lần nha cả nhà. Từ từ chút. Đây cũng cưa xong rồi. Ba có toàn sợ nè, chứ đừng quấn như cái cây, quấn ngọc dây vô cái cây mới vừa rớt xuống. Mình bác Út đứng lên cho nặng ký lên chút nè. Rồi an toàn. Ba có toàn cột con dây vô bắp đùi nè. Bắp đùi đó là bắp đùi, đó là bắp đùi VIP á. Mà cái toàn không có dám cắt cái lóng bự ở trên xuống, sợ nó hư cái nền gạch. Ở trên đó nó có phần tượng. Chú không rút ra rồi nó dướng ở chỗ. Rồi xong luôn rồi. Một cái mắt nó sao rớt, sao nó xuống. Đi dính ở đây nè. Đi ngược lại á. Thiệt tình chú đường. Để cho móc móc. Rồi. Nè, tiếng nó nhắm dài dài nè chú. Đây vậy là ba có toàn cũng đã cưa đôn đọt được, hoàn thành được hai cây rồi, một cây sao và một cây dầu. Cây dầu này thì cái khúc này nó còn tươi nè cả nhà, nó xì mũ nè. Vậy là ba có toàn cũng đã cưa xong rồi, ba toàn cũng xin tạm dừng video tại đây, hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.